Tại một khu nhà vệ sinh công cộng dành cho các quý ông, có một gã lang thang đang lảng vảng. Một người Mỹ bước ra, gã tiến tới. Anh dùng gì? Tôi dùng giấy. Giấy dùng để ghi chép chữ nghĩa thánh hiền mà anh dám dùng vào việc dơ bẩn này à? Phạt anh 20 đô la. Người Mỹ đưa 20 đô la rồi rời đi. Lát sau, một người Pháp bước ra. Anh dùng gì? Tôi dùng lá cây. Cây cối là thực vật có sinh mạng mà anh lại dám dùng lá cây vào việc dơ bẩn này à? Phạt anh 20 phờ răng. Người Pháp đưa 20 phờ răng rồi rời đi. Người Việt Nam đang ở phòng vệ sinh thứ 3 đã nghe toàn bộ câu chuyện. Anh ta cảm thấy rất hoang mang nhưng không thể ở mãi trong toilet được. Cuối cùng, người Việt Nam vẫn phải bước ra với dáng đi khép nép. Anh dùng gì? Không. Tôi không có dùng cái gì hết. Chỉ để không vậy thôi. Hả? Họ đi ơi, không dùng dây, không dùng lá cây. Họ chỉ dùng, và họ chỉ dùng đôi tay. Lâu ngày không được xuất binh, buồn. Chết, nhịn cả ngày, cuối cùng được ra. Mừng, chết. Trăm triệu anh em cùng xông lên, chen nhau, chết. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự xử, uất ức, chết. Bị bắn xuống đất, té, chết. Bị bắn vô tường, đụng bể đầu, chết. Bị giấy vệ sinh chùi, khô, chết. Sau khi bị chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác, thúi, chết. Cuối cùng cũng được chính thức lâm trận, đứa đầu tiên tới đích, đắc ý, chết. Đứa thứ hai tới đích, biết đã trễ một bước, tức, chết. Đứa thứ ba tới đích, thấy người ta cặp cặp đôi đôi, ghen tị, chết. Không tới được đích, thuận đường ngắm cảnh, lạc đường chạy lòng vòng, chóng mặt, chết. Thể lực yếu, trên đường bôn ba, mệt, chết. Tới được đích, không tìm được trứng, thất vọng, chết. Tới được đích, tìm được một trứng, mãn nguyện, chết. Tới được đích, tìm được hai trứng, sung sướng, chết. Được một trứng tiếp nhận, tự hào, chết. Được hai trứng tiếp nhận, uy phong, chết. Bị trứng từ chối, nhục nhã, chết. Bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên băng vô bao, anh em một nhà đè nhau, chết. Bao bị cột lại, ngộp, chết. Phát hiện bao bị thủng lỗ, vui mừng, chết. Giành giật sông pha, ai ngờ bao bị quăng vô nước, đuối, chết. Ở trong nước thấy nòng nọc dáng vẻ giống mình, nhưng lại đen thui như cục than, cười, chết. Trong khi cười miệng há quá to, nuốt vô số anh em, bể bụng, chết. Lần thứ hai xuất phát, thấy đứa nào đứa nấy toàn nước miếng, tởm, chết. Chưa kịp bị tởm chết, bị tắm dịch axit, phỏng, chết. Những anh em có trách nhiệm bị đem đi lạc quyên, bỏ vô tủ đông, lạnh, chết. Chống chọi được với cái lạnh, nhưng bởi vì quá lâu không được sử dụng, chờ đợi, chết. Trừ một thằng duy nhất nên người, còn lại tất cả đều chết. À quên, rảnh rỗi quá, xem hết video này, xàm xí đú, chết. Chị bộ đội lại gặp bờ. Chập choạng, một bợm nhậu nhậu chục xì rượu ngọc lợn, một loại rượu lậu. Bợm nó khênh khạng giữa cột điện, gặp chị bộ đội tại địa phận chạy lại. Chị bộ đội đổi chục hột vịt lộn thật nặng nhọc. Bợm gặp mặt chị đẹp tuyệt đỉnh, chặn chị bộ đội lại bậy bạ. Chị sợ chạy gọi cụ thợ điện cạnh bệnh viện. Cụ thợ điện chạy lại dọn. Tụi bợm nhậu loạn thật. Cảm ơn số gì à? Đoàn cụ nện một đạp thật mạnh. Bợm sạc sụa. Cụ định dọa nạt ợ. Đàn bợm nhậu đập cụ một chục gậy. Cụ vẫn nổi lực chịu trận. Bợm dùng loại lực đại lực thập lục gậy, nên cụ một gậy mạnh tựa thập lục lực ngựa cụ đoàn tịch. Chỉ một đôi quản ruột chỉ hận bợm nhậu tựa quả hận nhẹ nhẹ. Chị lượm chục hột vịt lộn chọi bợm nhậu. Bợm miệt thị.
khiêu thiệt. Chị bực bội, vận kiệt mật nội lực chọi bộp bộp bợm nhậu. Một chọi bợm xệ mật, một chọi bợm xệ thận, một chọi cực mạnh hại bợm nhậu xệ mọi bộ phận. Thật lẹ, bợm lộn ngược, vận cực mạnh động lực đạp chị bộ đội một đạp dập ngực. Chị gượng dậy, lục lọi cặp tập một ngụm rượu bọ gậy. Chị vận lực, mặt chị trợn ngược, động mạch chị chạy rào rực. Ngực chị rực bụp bụp tựa tập tả. Chị dùng đoạt mệnh địa đào trận, điện xẹt xẹt xẹt, bụi bặm đậm đặc. Bầm loàng choạng bị sập trận đĩa. Chị chạy lại vận một lực cực mạnh, cực độc mạnh tựa một vạn lựu đạn nhật đập bầm nhậu. Bầm gục tại trận đại bại. Chị mệt nhọc lượm lại hột vịt, chị đổi hột vịt lộn lại chạy bộ đội. Chị lập tiệm nhậu phục hận, phục vụ bộ đội tại vị. Mọi cầu bộ đội phục chị. Wow! Mặt chị đẹp đôi lượm lại cực mạnh. Chém gió cùng Táo Quân. Táo Quân, Táo Quân. Theo truyền thuyết, ông Táo phải trũng cời, nên người ta cho ông mặc áo dài đen, vẫn không mặc quần để che, để cho đỡ nóng vì ông ngồi gần bếp và để khỏi vi phạm thuần phong mỹ tục. Ngày nay do văn minh nên ông Táo tự làm nhà thiết kế, sáng chế ra cái quần đùi để diện bên trong tà áo lửng, hệt như cái vụ chị em mặc váy ngắn phải diện thêm cái quần ren bên trong để đề phòng hớ hên vậy. Tuy nhiên ở chi tiết này đã có thể coi ông Táo là người thầy dạy thẩm mỹ, dạy duyên dáng cho chị em phụ nữ hiện đại. Cầu trời cho cái sự văn minh đừng đem tới cho ông Táo những bộ cánh quá kín đáo, e là mất cảm hứng của chị em. Tinh vịt 24 giờ đã có lần vui miệng kể rằng sở dĩ ông Táo có tên là Táo và không mặc quần là bởi ông chính là một người đàn ông ham ăn vô độ. Mấy ngày Tết chỉ xơi thịt, chẳng chịu ăn rau nên bị táo bón nặng, cứ chừng 5 phút lại vào nhà vệ sinh. Chính vì tần suất sống này quá cao nên ông Táo cũng chả mặc quần làm gì, vì thấy quá bất tiện trong chuyện cởi ra. Ông Táo có tên như vậy và trang phục kỳ cục như thế là bởi câu chuyện trên. Thực hư chưa rõ thế nào, tuy nhiên hiện tại chưa có một thuyết nào khác để phản bác lại, ta cứ tạm tin là như thế. Chuyện lý giải việc không mặc quần của ông Táo đã gây ra khá nhiều lúng túng. Để khắc phục điều này, nếu nhớ không nhầm, có một năm, Cười cùng Hùng Rô 24 giờ đã tổ chức một cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về trang phục của ông Táo với bộ đề như sau. Ông Táo không mặc quần bởi lý do nào sau đây? A. Do ông Táo có tính hay tắc mắc, lên thiên đình hay tiện tay nhét đồ vào túi quần, nên Ngọc Hoàng thực hiện biện pháp chống tham nhũng không cho ông Táo mặc quần. B. Trên thiên đình rất nóng, không mặc quần để tiết kiệm điện. C. Không mặc quần để lấy cái làm giá đỡ bản tấu. D. Có bao nhiêu câu trả lời giống bạn? Giải nhất là một chuyến du xuân lên thiên đình cùng với ông Táo, miễn phí ăn ở, hộ chiếu thị thực, xăng dầu do Petro tài trợ, ghi chú không bao gồm tiền bo cho tiên nữ. Giải nhì là được vui vẻ cùng Táo bà trong 7 ngày, trong thời gian Táo ông về chầu. Cũng liên quan đến cái tên ông Táo, có lần do xính ngoại, ông Táo còn lấy tên tiếng Anh là Mr. Apple. Lần khác lại lấy tên là Tony Táo. Cũng chính vì cái thói xính ngoại này mà có lần ông Táo đã gặp rắc rối trong việc khai báo xuất cảnh tại sân bay. Bởi người thì rõ ta, tên lại rõ tay. Nghe nói để tránh gặp rắc rối với hải quan và để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nên năm nay ông Táo chính thức khai báo tên của mình rất thuần Việt, Đào Lê Táo. Chưa rõ với cái tên đủ các loại hoa quả thế này, ông có gặp rắc rối với đội kiểm dịch thực phẩm hay không? Cũng có năm vào ngày 25 Tết, đội dân phòng quận Long Biên, Hà Nội tóm được một người đàn ông miệng đầy mùi rượu,
nông khá kỳ dị trong trang phục ông Táo. Tuy nhiên, đội dân phòng nghi đây là kẻ xấu nên mới đưa về trụ sở để thẩm vấn. Tại đây, tuy trong tình trạng khờ khừ nhưng ông Táo vẫn lý luận. Tôi chính xác là ông Táo nha. Tôi không say rượu. Các vị thấy người đời vẫn nói tỉnh táo thì ai nói say táo bao giờ đúng không? Đã là ông Táo rồi thì luôn tỉnh, chứ có lúc nào say đâu. Vì công người ta lái máy bay, người ta còn không được uống rượu bia. Uống chi tôi lái cá chép với phương tiện bay cá nhân này khó lái lắm. Nếu các anh mà còn không tin tôi là ông Táo ấy, mặc dù nhá, mất hết giấy tờ tùy thân rồi, nhưng mà tôi sẽ chứng minh cho các anh thấy. Ông Táo vừa nói vừa thò tay vào trong túi quần, định móc ra mấy trái táo tàu nhưng các cán bộ dân phòng ngăn lại. Hóa ra đây là ông Táo thật, số là ông đang chuẩn bị lên thiên đình từ sân bay Sông Hồng, đoạn dưới gầm cầu Long Biên. Ai ngờ vừa leo lên cá chép thì bất ngờ bị đội SPC săn bắt chép phục sẵn ở đây chích điện, khiến cá chép lăn đùng ra, ông Táo cũng bị điện giật bắn mình ngã tòm xuống sông, đúng luôn vào chỗ người ta mới đổ rượu cúng xuống, rơi mất hết cả giấy tờ tùy thân, uống luôn mấy ngụm rượu pha nước suýt chết đuối. Năm đó ông Táo không lên thiên đình báo cáo được. Theo tin mới nhất của nhóm phóng viên kinh tế, năm vừa qua do kinh tế khó khăn nên nhiều ông Táo bị đói ăn, gầy ốm. Nên Tết năm nay các nhà sản xuất đồ cúng ông Công, ông Táo đã cho ra đời những bộ áo mũ dày, bé hơn mọi năm và giá còn rẻ hơn. Thậm chí cá chép giấy cũng gầy hơn. Sáng kiến này khiến phục trang của ông Táo trở nên vừa vặn hơn. Đồng thời người mua cũng đỡ tốn tiền hơn, vẹn cả đôi đường.